Xin kính chào toàn thể quý vị, anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh của Siêu Sứa Cỏ Hải Dương. Và mới nhất trong video buổi sáng ngày hôm nay, thứ 2 ngày 23 tháng 8 năm 2021, và thời điểm bây giờ là tầm khoảng hơn 10 giờ buổi sáng, thì em nên sóng luôn cho các bác một cái mẫu xe bên em vừa mua về. Đây là chiếc Ford Escape sản xuất năm 2004, form mới anh chị nhé. Và đây là phiên bản 2.3. Nó khá là tiết kiệm nhiên liệu so với những phiên bản 3.0. Và chiếc xe Ford Escape này là một chiếc xe em nhấn mạnh lại rất là đẹp. Thưa quý vị anh chị các bạn, Odo chạy được có 17 vạn chuẩn. Và nội thất của nó gần như là còn mới đến 90% luôn. Và máy móc số má là nguyên bản anh chị nhé. Và keo chỉ là không mất một phân nào cả. Đây, em đang ngồi lên chiếc xe này, em đang chạy và cùng cảm nhận thực tế, cũng như là em sẽ chia sẻ tới anh chị và các bạn cái cảm giác khi mà ngồi lên con Ford Escape này. Nó được phục vụ chúng ta, có nghĩa là chúng ta ngồi lên chiếc xe này thì chúng ta vẫn được cái cảm giác một chiếc xe nó phục vụ. Nó giống như là chúng ta ngồi những cái dòng xe mà cả 300, 400, 500 triệu, nó cũng đều có một cái cảm giác nó rất là chung nhau. Với chiếc Ford Escape này thì về cơ bản trợ lái của nó vẫn rất là chuẩn, và gầm bệ của nó gần như là chắc lịch luôn. Và điều hòa của nó mát, rất là sâu. Loa đài âm thanh thì vũ trường luôn. Và nội thất của nó thì không chê được bất cứ một điểm gì. Mặc dù chiếc xe này đã trải qua chính xác là 13 năm tuổi rồi, 14 năm tuổi rồi phải không anh chị các bạn? Đó, hai cầu đủ anh em nhá. Với số tiền 175 triệu là chúng ta có ngay mẫu xe SUV mà hai cầu đủ. Rất là thuận tiện và phù hợp cho anh chị nào mà chúng ta có nhu cầu mua chiếc xe này về để đi gia đình và đi công trình, công trường, và có thể chạy đi phượt, đi xuyên tỉnh, tất cả các tỉnh nào mà chúng ta có nhu cầu đi trong ngày, trong tuần, đi suốt ngày luôn. Với phiên bản Ford thì chúng ta có thể yên tâm, nó là một thương hiệu đến từ Mỹ. Ford Escape thì nó dòng xe rất là đình đám. Chúng ta nhìn thấy ở ngoài đường bây giờ lăn bánh khá là nhiều những dòng xe Ford Escape như thế này, lăn bánh ngoài đường luôn. Đấy. Và quan trọng là gì? Tầm giá của nó chỉ có 175 triệu bao hồ sơ cho anh em trên toàn quốc. Đấy, anh em có nhu cầu có thể alo trực tiếp cho em Minh qua số điện thoại là 0852 665 nhé. Và em có nhận trao đổi tất cả các dòng xe. Rồi, bây giờ chúng ta hãy đi xem chi tiết ngoại thất cũng như là nội thất và khoang máy về chiếc xe Ford Escape form mới này. Thì chúng ta có thể hình dung là với phiên bản Ford Escape thì nó có 3 phiên bản. Đầu tiên đó chính là số sàn, động cơ là 2.0, và phiên bản thứ hai là 2.3 số tự động, và phiên bản thứ ba đó chính là 3.0 anh chị nhé. Thì đối với dòng Ford Escape này thì nó không phải là dòng xe để dành cho anh chị và các bạn suốt ngày đi lại nổ máy, tắt máy liên tục đi trong thành phố. Nó là dòng xe phải thực sự là anh chị và các bạn nào ở khu vực mà nhiều đường to ấy, đi đường trường ấy, thì dòng xe này mức tiêu nhiên liệu nó chỉ rơi tầm khoảng từ 9 đến 11 lít trên 100 km mà thôi. Nếu như chúng ta chạy trong nội đô thành phố thì nó cũng chỉ rơi vào tầm khoảng 13 lít quay đầu thôi. Đó là con số rất là chính xác nhé. Với chiếc xe này là biển số 15, biển Hải Phòng. Đó. Đằng sau chúng ta cũng có một cái phần kính để chúng ta có thể là mở ra nhanh, chúng ta để đồ. Gầm bệ của nó gần như là nguyên bản 100% anh em nhé. Nguyên bản sơn của nhà máy. Cổ xả của nó vẫn còn trắng tinh luôn. Và đây là dòng xe hai cầu anh em nhé, gầm nó rất là thoáng luôn, chúng ta nhìn thấy gầm cực kỳ là thoáng, và hai cầu vẫn hoạt động bình thường anh em nhé. Đó, xe cực kỳ là đẹp, sơn zin nó còn được tầm khoảng 90% nhưng mà nó ở bên trong. Đó, chúng ta nhìn thấy không một vết xước luôn, xe không một vết xước, màu sơn màu đen nguyên bản theo xe. Đó, rất là cứng. Form dáng ta nhìn này, 175 triệu thực sự nó quá là hợp lý trong tầm tiền. Và xe đăng kiểm của đến cuối năm cơ. Camera hành trình đầy đủ. Keo chỉ là không mất một phân nào anh chị nhé. Chính xác là keo chỉ không mất một phân nào luôn. Nền của nó gần như là không có bảng ma tít. Quý vị anh chị các bạn có thể yên tâm. Mắt đèn này rất là trắng sáng. Và mắt đèn này là cặp mắt đèn zin. Đó, cặp mắt đèn zin nguyên bản theo xe. Anh chị và các bạn nào mà chúng ta ở khu vực phía Bắc mà muốn chốt chiếc xe này thì cách tầm khoảng 150 km quay đầu thì trực tiếp em sẽ ship tận nhà anh chị và các bạn nhé. Và em có nhận trao đổi xe, anh chị và các bạn có nhu cầu muốn trao đổi xe, các bác đang đi những dòng xe bất cứ ở cái tầm tiền nào dưới 400 triệu mà chúng ta muốn đổi sang cái dòng xe Escape này, có thể là em sẽ cắt thêm, mà có thể các bác sẽ cắt thêm tiền em. Đó là hoàn toàn là ok nhá. Dòng xe đi rất sướng. Giá lóc đầy đủ luôn. Xe rất là nguyên bản anh chị ạ. Đó, 175 triệu đồng. Chưa đến 200 triệu. Bác nào có nhu cầu
muốn chốt chiếc xe này thì có thể kết nối nhanh cho em Minh qua số Zalo là 0852 555 555 để em chốt chiếc xe này cho các bác nhé. Các bác mua chiếc xe này yên tâm là các bác đi cực kỳ là ổn định luôn. Mà cái quan trọng là gì, chúng ta đi từ 1 năm, 2 năm, 3 năm, 4 năm, 5 năm thì cái giá trị của chiếc xe này nó vẫn phải nằm khoảng đâu đó 140 đến 160 triệu. Cho nên các bác mua được chiếc xe này của bên em là các bác chơi là một món quà cực kỳ hời cho anh em nào mà chúng ta yêu quý kênh Siêu Xe Cổ Hải Dương trong những cái thời gian vừa qua nhé. Đó, và các bác thường xuyên xem một kênh của em thì em nghĩ rằng với chiếc xe này thì em lên sóng chắc chỉ một thời gian ngắn thôi thì kiểu gì cũng có một chủ mới ngay, bởi vì tầm tiền nó hợp lý, xe nó đẹp, nó đẹp được như trong video clip này, và cái chất xe thì được như miêu tả rồi, thì với số tiền 175 triệu thì em nghĩ là không phải là cái con số mà chúng ta cần quá là lăn tăn nhiều. Đấy, trang bị thì full những cái công nghệ luôn, cửa giả đóng cực kỳ là chắc, tôn vỏ chắc lịch luôn, hai túi khí hoàn toàn này, đấy, phanh ABS này, đấy là cơ bản là rất là đầy đủ rồi anh em nhé. Điều hòa mát sâu này, đó. Máy số thì lại nguyên bản theo xe Euro chạy được có 17 vạn thôi. Bác nào đang đi ở những cái dòng xe mà tầm khoảng 200 hơn 200 thì em sẽ cắt thêm cho các bác mấy chục. Bác nào đang đi ở những cái dòng xe tầm khoảng hơn 300 thì em cắt thêm cho các bác hơn tầm khoảng hơn 100. Đó. Bác nào đang đi xe mấy chục thì có thể cắt cho em thêm tầm khoảng 100. Đơn giản là vậy. Để cho chúng ta có một cái sân chơi nó được bền vững theo thời gian thì em sẽ có những cái mô hình trao đổi xe để cho chúng ta thuận tiện. Nhiều khi anh em không cần phải bán xe của chúng ta đi mà chúng ta có thể là tính những bài toán trao đổi, nó rất là hợp lý. Đó, mọi thứ nó là nguyên bản anh chị nhé. Và bây giờ thì em mời anh chị và các bạn chúng ta cùng xem hết video clip để chúng ta cùng cảm nhận về độ chất của xe. Gương kính chỉnh điện hết, kính thì có chế độ auto, cành lái, gương chỉnh điện, gương vẫn chỉnh cơ anh chị nhé, không cụp xòe. Máy số zin nguyên bản luôn. Form này nó được giữ đến năm 2006 thì bắt đầu đến đầu 2007 là voi kép sang chuyển sang form mới, đến năm 2012 là kép không sản xuất nữa anh chị nhé. Đó là thông tin nó rất là rõ ràng, vì khi mà các bác xem được clip của em các bác có thể nắm được những cái thông tin nó rất là chính xác. Và bây giờ thì các bác cùng nghe âm nhạc du dưa và chúng ta cùng xem cái chất xe, và cũng như là tí nữa em sẽ mở máy lên cho các bác xem hơi từ hoàn toàn là không có luôn. Máy số zin nguyên bản nhá. Đây, máy của nó đây. Động cơ 2.3 thì nó chỉ có 4 máy thôi anh chị nhé. Nó chỉ có 4 máy thôi. Và máy của Ford Escape thì nó rất là đặc trưng, thương hiệu rất là bền. Những cái tai, những cái chân ốc của những phần tai đèn pha này, rồi những hệ thống dòng bệ này, nó nguyên bản hết anh chị nhé. Nguyên bản của nhà sản xuất luôn. Keo chỉ cabo là zin 100%. Đó. Máy là bọn em hiện tại là chưa có rửa, chưa có lau chùi gì anh chị nhé. Để nguyên bản vậy quay lên cho anh chị các bạn chúng ta cùng xem luôn. Sau khi video kết thúc thì bọn em sẽ rửa khoang máy bằng hơi nước nóng. Máy số cam kết cho chúng ta là máy số zin nhé. Máy nổ rất là êm, không có hơi thừa. Máy nổ rất êm nhé. Nếu mà dòng phôi kép máy 3.0 thì có thể là sẽ êm hơn đấy, nhưng mà với phiên bản 4 máy, nếu mà để mà được êm như thế này là kể cả đời 2011, 2012, đời chót cuối thì cũng chỉ như thế tầm này thôi. Mà máy của nó thì như nhau. Thưa quý vị, anh chị và các bạn, là máy của đời 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 như đời 2004 mà em đang quay cho anh chị và các bạn đây thôi. Đó, mà thậm chí là 11, 12 mà máy không chất thì nhiều con không chất bằng nhá. Đấy. Và bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại anh chị và các bạn trong những video và những mẫu xe tiếp theo từ cửa hàng. Và anh em nào mới xem được video của em lần đầu có thể ấn nút đăng ký theo dõi kênh. Và anh em nào muốn tham khảo về xe ô tô cũ có thể ấn nút đăng ký theo dõi kênh và ấn nút chuông bên góc màn hình bên tay phải để có thể được cập nhật và được theo dõi thường xuyên tất cả những mẫu xe về mới nhất từ cửa hàng bên em nhé. Và anh chị nào muốn mua chiếc xe này thì hãy nhớ kết nối cho em Minh qua số Zalo là 0852 555 555. Chào tất cả các bác.